Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, một buổi sáng tốt lành Chúa ban chúng ta để chúng ta được thờ phượng Chúa, được nhóm lại ở trong sự hiện diện và trong sự ban ơn của Chúa. Và trong tuần vừa qua thì tôi cũng bận đi công việc ở trên Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, bởi vì có việc đó là người ta mời tôi đi dự đám cưới ở trên đó. Và khi mà tôi đến nơi đó thì có một cái điều rất là bất ngờ, đó là một người anh em hầu vị Chúa đã lấy xe hơi ra mà đón tôi ngay tại sân bay, tại sân bay Buôn Ma Thuột. Và khi mà đón tôi đó thì mấy anh em đó họ đã rất là nồng nhiệt và rất là tử tế đối với tôi, giống như là đón một tổng thống vậy đó quý vị. Ba người, người thì sắp giỏ, người thì mở cửa ô tô cho tôi bước vào trong xe đó. Và khi mà tôi bước vào trong xe và rời khỏi phi trường, đang trên đường đi thì cái người anh em đó nói với tôi rằng: mục sư, tháng 1 năm 2022, tức là trước Tết vừa rồi đó, thì tôi đến tại nhà của mục sư và mục sư cầu nguyện cho tôi. Lúc đó tôi đang mắc nợ vài tỷ và tiền thì không có để mà ăn, cuộc sống thì rất là khó khăn bế tắc. Nhưng mà mục sư nhớ không, cái lần đó đó mục sư có cầu nguyện cho tôi và mục sư nói với tôi rằng là mục sư nhìn thấy tôi sẽ được Chúa cho một cái chiếc xe hơi màu trắng, và chiếc xe này đó chính là chiếc xe mục sư nói đó. Đáng khi mà không có tiền để mà ăn, làm sao mà dám nghĩ đến cái việc mua xe hơi, mà trong khi đó nợ đang vài tỷ đầy đầu như vậy. Thì người anh em này nói với tôi rằng là sau khi mà tôi rời khỏi nhà mục sư, đúng một tháng sau, một phép lạ của Chúa đã xảy ra. Phép lạ của Chúa xảy ra rất là đặc biệt, đó là người em bà con đã bán một mảnh đất và dâng cho người này 350 triệu, mà trong khi đó người này không hề mở miệng ra xin một đồng nào hết quý vị. Chúa khiến cho cái lòng của người em đó dâng 350 triệu. Và người em đó nói rằng là tôi rất là quý mục sư, bởi vì có những cái gì mục sư nói ra đó nó chính xác y như rằng như vậy. Và tôi nói rằng là cảm ơn Chúa, tôi không phải là tiên tri, và tôi chỉ thấy những gì mà Chúa bày tỏ với tôi thấy thôi. Có nhiều người nhờ tôi: mục sư nói tiên tri cho em. Tôi nói rằng là nếu mà Chúa không phán làm sao tôi nói được. Nhiều người ta đồn nhau, tôi nói: ủa, mục sư Tấn có cái ơn tiên tri lắm, mục sư chỉ cần bắt tay rờ đến ai là biết người đó như thế nào. Nhưng mà tôi nói rằng là điều đó nó không thường xuyên xảy ra, mà chỉ có khi tôi đi xa hoặc là tôi gặp những người mà tôi chưa bao giờ gặp đó, tôi mới biết cái điều đó thôi. Tại vì Chúa nói rằng là người tiên tri chỉ được tôn trọng, người tiên tri không được tôn trọng ở trong quê hương của mình. Tại vì ở trong quê hương của mình, cái người ta biết mình rồi đó, người ta nói: ô, cái người này quá bình thường, người đó biết nhà của tôi, đến nhà tôi ăn chơi đó mấy tháng này, mấy năm qua rồi, biết tôi rõ rồi. Cho nên là những cái gì người đó nói ra đó thì người ta nghĩ rằng là đã biết trước rồi. Nhưng mà khi tôi đến ở tại những cái nơi vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh, ở tỉnh thành nhỏ lẻ, tại đó tôi gặp nhiều người tôi không hề biết họ. Thì tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa bày tỏ với tôi về cái người đó như thế nào, công ăn việc làm, tương lai sự nghiệp người đó như thế nào. Và Chúa bày tỏ với tôi. Mà khi mà Chúa bày tỏ với tôi như vậy thì tôi cũng không phải là một tiên tri, tôi chỉ là một mục sư thôi. Nhưng mà mục sư thì có ơn để mà nhìn thấy được cái khả năng trong tương lai, người ta có thể gọi tôi là một tiên tri. Nhưng mà tôi thấy rằng là ngay cả Gio-típ là một vị tiên tri lớn của Cựu Ước, nhưng mà khi mà người ta đến hỏi Gio-típ rằng là ông có phải là tiên tri không, thì Gio-típ nói rằng là tao chẳng phải là tiên tri gì hết. Gio-típ cũng nói rõ luôn là tôi không phải là tiên tri. Vậy ông có phải là Mê-si-a không? Không, tôi không phải là Mê-si-a, nhưng mà tôi là tiếng kêu ở trong đồng vắng. Chúng ta thấy rằng là ngay cả một vị tiên tri thật sự của Đức Chúa Trời mà ông ấy cũng không biết rằng là mình là một tiên tri nữa quý vị. Vậy thì chúng ta thấy rằng là hãy trung tín ở trong cái công việc mà Chúa giao phó chúng ta làm. Cái việc người ta kêu chúng ta là gì đi chăng nữa thì cái chuyện đó đừng có quan tâm. Tôi đã từng được người ta tôn trọng gọi là mục sư, nhưng mà cũng có người ta ghét tôi và người ta gọi bằng thằng. Vào trong hội thánh người ta gọi tôi bằng thầy, tôi cũng chẳng quan tâm. Người ta khen tôi, ô, cảm ơn Chúa, đó là một cái sự tôn trọng Chúa dành cho mình. Nhưng mà người ta chê mình, người ta ném đá mình, người ta đuổi mình đi, thì cũng cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, bởi vì tôi đã làm xong cái công việc của Chúa. Anh chị em đón nhận hay không đón nhận, đó là quyền của anh chị em. Chúa Giê-xu cũng đâu có phải là được 100% mọi người dân đón tiếp và hoan nghênh, đúng không ạ? Và có khi mà Chúa Giê-xu bước vào trong một cái làng quê nào đó thì cả làng đã đón Chúa.
Nhưng cũng có những nơi Chúa Giêsu vừa đang bước vào trong đó mà người ta nói thầy đi chỗ khác đi, thì Chúa Giêsu cũng im lặng để mà đi chỗ khác. Vậy thì khi theo Chúa, chúng ta thấy rằng là sẽ có những lúc Chúa cho lên voi, nhưng mà cũng có những lúc Chúa cho phép chúng ta phải xuống chó. Và giống như người anh em chúng ta khi nãy làm chứng rằng là đi theo Chúa có những cái rất là gian khổ, đó là không phải ai người ta cũng vỗ tay hoan nghênh chúng ta đâu. Nhất là người trong nhà của chúng ta, đôi khi là lúc ban đầu họ muốn chúng ta được thay đổi, muốn chúng ta được kết quả, được ơn của Chúa để chúng ta trở thành con người mới. Nhưng mà khi chúng ta đi hầu vì Chúa rồi thì bắt đầu có một kẻ nó không thích chúng ta để chúng ta mở rộng và phát triển vương quốc của Chúa, đó là ma quỷ. Nó sẽ tìm cách để nó lôi kéo chúng ta lại. Nó cho chúng ta đi một chút thôi, nhưng mà nó sẽ tìm cách để nó kéo chúng ta lại qua những người thân, qua những người không có đồng một tâm tình và khải tượng với chúng ta. Cũng giống như Pharaoh khi mà Môi-se xin Pharaoh để cho dân Israel được ra khỏi Ai Cập, thì Pharaoh nói rằng là bây giờ ngươi chỉ được đem những người nam đi thôi, còn những người nữ và con nít thì để ở lại. Hoặc là ngươi chỉ được đi một ngày đường thôi chứ không được đi xa. Và chúng ta thấy rằng là Pharaoh đại diện cho quyền lực của ma quỷ, nó cũng không muốn cho dân Israel là dân sự của Chúa được bước đi theo cái sự kêu gọi của Chúa. Cho nên chúng ta là người tin Chúa, chúng ta cần phải biết được rõ cái sự kêu gọi của Chúa và cái sự chọn lựa của Chúa trên đời sống của chúng ta là gì, và trung tín ở trong những điều đó thì chắc chắn Chúa sẽ ban phước chúng ta trong đúng thời điểm của Ngài. Amen. Buổi sáng nay chúng ta sẽ học về một cái chủ đề, đó là phước lành cho người trung tín. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong sách Châm Ngôn đoạn 28 câu số 20: Người thành thực sẽ được phước lành nhiều, còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt. Đó là trong bản truyền thống cũ của tôi. Nhưng mà ở trong bản truyền thống Hiệu Đính thì dùng cái từ đó là người trung tín sẽ được nhiều phước lành. Và ở trong bản King James thì dùng cái từ đó là a faithful man shall abound with blessings, tức là một người trung tín sẽ được vây phủ nhiều cái phước hạnh. Thưa quý mài chị em, lời của Chúa khẳng định với chúng ta rằng là người trung tín sẽ là một người được phước của Chúa. Và không phải chỉ là một phước nhưng mà là nhiều phước lắm. Và trung tín cũng là một trong những phẩm hạnh, một trong những tôn trái thánh linh mà một người tin theo Chúa chúng ta cần phải có. Ở trong Galati đoạn 5 câu số 22, lời của sứ đồ Phaolô đó nói là rằng là vả trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Vậy thì khi chúng ta có bông trái của sự trung tín thì đời sống của chúng ta sẽ rất là tăng trưởng và rất là trưởng thành ở trong ơn của Chúa. Dĩ nhiên chúng ta theo Chúa, chúng ta sẽ có những cái dấu kỳ phép lạ quyền năng của Chúa. Khi chúng ta hết lòng tin cậy Chúa, chúng ta rao giảng lời của Chúa, chắc chắn sẽ có những phép lạ dấu kỳ xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ tập trú vào trong ân tứ thánh linh của Chúa mà chúng ta không tập trú vào trong bông trái thánh linh thì chúng ta cũng sẽ khó có thể nào đứng vững ở trong cái sự phục vụ Chúa của chúng ta lắm. Rồi ví dụ nếu một người đầy ơn của Chúa, đầy quyền năng cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ, đi đâu cũng có những cái phép lạ của Chúa xảy ra, nhưng mà đời sống phẩm hạnh của người đó không có. Người đó đi đâu cũng có con rơi con rớt, hoặc là đi đâu cũng có vợ bồ nhí tùm lum hết. Quý vị có tôn trọng người đó không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rằng là đời sống bông trái phẩm hạnh của chúng ta cần phải có trước khi mà chúng ta có ân tứ quyền năng thánh linh của Chúa. Và trung tín là một trong những phẩm hạnh mà người tin Chúa chúng ta cần phải có. Chúng ta sẽ đến cái phần định nghĩa của trung tín. Ở trong tiếng Anh dùng cái từ trung tín đó là faithful. Và faithful nó có nghĩa là full of faith, tức là đầy dẫy đức tin. Như vậy thì người trung tín đó là người đầy dẫy đức tin. Cho dù là gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thiếu thốn, bắt bớ, hay là nó khủng hoảng như thế nào chứ nữa, thì người ấy vẫn có thể vững lòng ở lại cái chỗ đó và tin rằng là Chúa sẽ giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn đó, và tôi sẽ không bao giờ rời bỏ khỏi cái chỗ, cái vị trí đó. Người trung tín đó là người có một cái sự chôn chân đứng ngay cái vị trí mà mình đã được Chúa kêu gọi và chọn lựa tại đó, không bao giờ thay đổi. Và cái từ trung tín ở trong tiếng Anh là faithful, nó có rất là nhiều áp dụng ở trong nhiều lĩnh vực ở trong cuộc sống của chúng ta. Khi mà cái từ trung tín này, cái từ faithful này được áp dụng ở trong gia đình thì người vợ faithful với người chồng, hay là người chồng faithful với người vợ, thì dịch là trung thủy hay là trung tình.
hai người họ chung tình với nhau, họ chung thủy với nhau, thì cho dù rằng là có cô gái nào mà ngực to mông bự hay là chân dài tới nách, lông nách dài tới chân gì đó, thì anh chàng này cũng không bao giờ bỏ vợ của mình để mà đi với cái cô đó. Rồi khi mà faithful này áp dụng ở trong mối quan hệ bạn bè với nhau thì gọi là keo sơn gắn bó. Khi mà hai người họ trung tín với nhau, quý vị, thì họ là những người bạn keo sơn gắn bó, sống chết có nhau. Họ nói một câu là chắc một câu, họ nói cho mượn tiền là cho mượn tiền, họ nói trả tiền là trả tiền, không bao giờ có sự nghi ngờ. Thì đó là faithful ở trong tình bạn. Còn trong công việc kinh doanh thì cái faithful này dịch qua là uy tín. Khi mà một cái nhãn hiệu có uy tín thì người ta sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để mà mua cái sản phẩm của cái nhãn hiệu đó. Tôi ví dụ là iPhone 13 Pro Max là loại điện thoại rất là đắt tiền ngày hôm nay, đắt nhất thế giới ngày hôm nay, nó có thể lên tới ba mấy triệu. Có nhiều người họ sẵn sàng họ bỏ ra số tiền rất là lớn để mà mua cái iPhone 13 Pro Max đó. Chúng ta nếu mà chúng ta chưa có biết được cái chất lượng của iPhone đó, chúng ta sẽ nghĩ rằng ô tội gì phải bỏ ra số tiền mấy chục triệu như vậy để mà sử dụng. Nhưng mà chúng ta là người gọi là am hiểu về điện thoại di động đó, thì chúng ta biết rằng là giữa cái điện thoại 5 triệu với cái điện thoại iPhone mấy chục triệu, nó có một cái chất lượng khác hoàn toàn và nó bảo mật rất là cao. Cho nên người ta sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu để mà mua cái sản phẩm đầy uy tín của Apple. Rồi khi mà Facebook được dùng ở trong cái mối quan hệ giữa đầy tớ với chủ của mình thì dùng cái từ đó là trung thành. Một người đầy tớ trung thành với chủ và trung thành với người bề trên của mình. Khi mà người chủ kêu đi đâu làm gì đó thì người đó sẽ làm. Sai ở nhà, giữ nhà thì người đó sẽ giữ nhà. Và chúng ta biết rằng là ở trong cuộc sống cũng có những người chủ họ rất là khó tính và họ mong muốn có được một người đầy tớ trung thành thật sự để có thể phục vụ cho mình và có thể coi sóc được cả gia đình của mình một cách gọi là đầy tin tưởng. Thì họ có một cái bài test, hay là những cái người chủ nhà giàu đó họ có một cái bài kiểm tra. Khi mà một cái người làm công nào vào trong nhà của mình, trước khi cái người làm công của mình đó được giao cho cả gia tài như vậy để phục vụ, thì cái người chủ thường hay có những cái bài test nhỏ để kiểm tra. Tôi ví dụ có những gia đình người nước ngoài họ thuê người Việt Nam để làm công ở trong gia đình của họ đó, thì họ giả bộ họ để số tiền nhỏ như là 50 đô ở trên bàn hoặc là để ở trong cái túi túi quần áo. Để khi mà cái người làm công đó họ giặt đồ hoặc là họ dọn dẹp, họ thấy cái số tiền đó, mà nếu mà cái người làm công đó vờ bỏ vào túi và cái người chủ về nhà kiểm tra thấy rằng là mất cái số tiền đó, là biết ngay cái người này không phải là người trung tính và có thể là sẽ bị đuổi việc. Vậy thì chúng ta thấy rằng là một con người ở trên đất này mà người ta còn có một cái suy nghĩ, có một cái suy nghĩ rất là cẩn thận như vậy, thì Chúa của chúng ta, Ngài Đại Chủ tốt lành, trước khi mà Ngài ban phước cho đời sống của chúng ta được nhiều phước lành của Chúa, được giàu có, được thịnh vượng, thì Chúa Ngài cũng thử xem tấm lòng của chúng ta có trung tín với Chúa ở trong mọi công việc bình thường hay không. Ở trong sách Luca đoạn số 16 từ câu 10 cho đến câu 12, lời của Chúa nói rằng là ai trung tín ở trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho ngươi được của riêng mình? Ở đây chúng ta thấy được là Chúa Giêsu Ngài dạy cho chúng ta một cái lẽ thật, đó là người trung tín, đó là người trung tín ở trong việc nhỏ cho đến việc lớn. Người thế gian người ta cũng nói rằng là việc nhỏ làm chưa xong thì làm sao làm việc lớn được. Và Chúa Ngài cũng mong muốn cho chúng ta cũng trung tín ở trong việc rất nhỏ. Có những việc rất là nhỏ trong cuộc sống của chúng ta mà nếu chúng ta vẫn chưa trải qua cái sự trung tín đó thì chúng ta sẽ không thể nào lên một cấp độ level cao hơn. Và điều đầu tiên mà Chúa Ngài muốn cho người tin Chúa chúng ta cần phải trung tín. Và có thể đó là một trong những cái việc rất là nhỏ mà Chúa Ngài mong muốn cho tôi và chúng ta phải giữ lấy, đó là hãy trung tín ở trong việc đi nhóm thờ phượng Chúa. Ở trong sách Hebrew, sách Hebrew đoạn 10 câu 25, lời của Chúa đã phán thế này: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy người ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Cái điều đầu tiên ở đây chúng ta học được về sự trung tín, đó là chúng ta hãy trung tín ở trong sự nhóm lại quên mà chàng.
Và khi mà một tấm lòng yêu Chúa chân thành và nhận biết rằng tôi phải trung thành với Chúa ở trong mọi sự, ngay cả trong sự nhóm lại. Bởi vì trước đây tôi đã rất là nhiều tội lỗi, nhưng mà Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi cho tôi. Trước đây đáng lẽ tôi đã nhảy cầu, tôi tự tử, tôi quy sinh rồi, nhưng mà Chúa đã cứu vớt tôi và đem tôi về đây. Cho nên tôi đã nợ Chúa một mạng sống này, và tôi cần phải làm tất cả những điều mà Chúa Ngài mong muốn tôi làm. Và điều mà Chúa Ngài mong muốn cho tôi và chúng ta làm đầu tiên ở trong cuộc sống của chúng ta, đó là chúng ta cần phải trung thành ở trong sự nhóm lại. Có những tín đồ chúng ta cũng khá là khó khăn ở trong tài chánh, rồi chúng ta phải vất vả bôn ba làm việc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, từ ngày này qua ngày khác, từ thứ hai cho đến Chủ nhật, và chúng ta không có ngày nghỉ để chúng ta có thể tập trung trọn vẹn thời gian để lắng nghe lời của Chúa. Thậm chí là khi chúng ta đi nhóm, chúng ta cũng không có sự tập trú vào trong lời của Chúa. Ngồi ở trong nhà thờ nhưng mà lòng của chúng ta cứ suy nghĩ về việc buôn bán cơm áo gạo tiền ở ngoài kia. Và cái việc đi nhóm nó giống như là một cái trách nhiệm mà chúng ta phải trả lễ cho Chúa. Chúng ta đi nhóm giống như là chúng ta trả nợ cho Chúa, hoặc là điểm danh. Thì quý bà cha mời, điều đó nó sẽ không mang lại phước hạnh cho chúng ta thật sự. Chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta đi nhóm thờ phượng Chúa là để làm vui lòng Chúa, bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta đi nhóm thờ phượng Chúa hàng tuần, thì điều đó tôi khích lệ quý bà cha em chúng ta hãy xem lại cái thứ tự ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Bởi vì Chúa Ngài mong muốn cho tôi và chúng ta phải là người trung tín ở trong sự nhóm lại. Đừng bỏ qua cái sự nhóm lại như mấy người quen làm. Tôi thấy rằng là có những trường hợp đó là đang khi mà nhóm lại cái tự nhiên điện thoại rang. Bên kia người ta nói, alo, rảnh không? Bây giờ đi ra đây gặp tôi có việc, lát tôi cho tiền cho. Trả tiền hậu luôn. Thế là rồi xong cấp máy, chạy ra ngoài đó, giải quyết công việc xong, có tiền. Nhưng mà ở đây mất của nhóm. Quý mài cho em ơi, cái điều này tôi không phải là mình khó khăn gì cả, nhưng mà đứng trước lời của Chúa, tấm lòng của chúng ta, mỗi người chúng ta cần phải trả lời với Chúa rằng là ai là người quan trọng nhất ở trong đời sống của chúng ta? Chúa hay là tiền bạc? Chúa hay là công ăn việc làm của chúng ta? Dĩ nhiên cái người mà chúng ta chưa có biết điều này đó, chúng ta làm điều đó, chúng mà Chúa, chúng ta không có tội tại vì chúng ta chưa biết. Nhưng mà từ hôm nay tôi chia sẻ điều này, thì tôi mong ước rằng quý bà chị em sẽ có một cái sự xem xét lại cẩn thận trong đời sống của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta đã đặt chân đến hội thánh của Chúa rồi, thì những cái điều ở ngoài thế gian kia nó chỉ như là bèo dạt mây trôi thôi. Nó không có quan trọng với cái điều mà chúng ta sắp sửa làm ở đây. Đó là Chúa là quan trọng nhất. Cho nên đối với những anh chị em nào chúng ta là người buôn bán kinh doanh, và chúng ta phải buôn bán luôn cả ngày Chủ nhật, tôi xin gửi lời khích lệ quý bà chị em. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, xin hãy cho con có khả năng đặc biệt của Chúa, để con có thể nghỉ bán ở trong ngày Chủ nhật, để con có thể toàn tâm, toàn ý, toàn sức lực của con. Giống như lời của Chúa đó là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa lên của trời của ngươi. Và quý mài trẻ mời, khi chúng ta có một cái sự biệt riêng ra thánh ngày mà chúng ta thờ phượng Chúa, thì Chúa Ngài sẽ ban phước cho cái ngày thứ sáu, tức là cái ngày trước cái ngày Chủ nhật của quý vị. Chúng ta sẽ làm việc và hiệu suất được gấp đôi. Có những con cái Chúa họ làm chứng lại rất là tuyệt vời. Đó là khi mà họ quyết định để biệt riêng ra thánh ngày Chủ nhật để đi nhóm thờ phượng Chúa mà thôi. Họ ngưng cái công việc của họ, thì Chúa ban phước cho trong những ngày cuối tuần trước đó được phước gấp bội phần hơn. Rồi có người không đi nhóm được thì mình lại nhờ người khác đi nhóm giúp mình, đi đến hội thánh để mà dâng hiến giúp mình. Chẳng hạn như là tôi không đến được hội thánh ở trong tuần này bởi vì có tôi đi làm, nhưng mà tôi muốn làm vui lòng Chúa, tôi đưa cho người này, cô dâng hiến giùm tôi 300.000 nha tuần này. Nhưng mà lần sau tôi lại không đi nhóm nữa, và cứ tuần nào tôi cũng đưa tiền cho cô này để dâng hiến giúp tôi. Như vậy tôi hỏi quý vị rằng là Chúa Ngài có cần điều đó không? Ngài cần tấm lòng của chúng ta hay là Ngài cần tiền của chúng ta? Dĩ nhiên là cần tấm lòng của chúng ta, đúng không ạ? Nói như vậy không nghĩa rằng là Chúa Ngài không có vui thích cái sự dâng hiến của chúng ta. Cái sự dâng hiến của chúng ta vẫn sẽ được Chúa ban phước lại cho tài chánh. Bởi vì chúng ta gieo gì chúng ta sẽ gặt đó. Chúng ta gieo tài chánh, chúng ta sẽ gặt về tài chánh. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà Chúa Ngài muốn cho tất cả con cái Chúa cần phải được kinh nghiệm, đó là chúng ta hãy
gieo chính tấm lòng của chúng ta ở trong sự yêu mến Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được tình yêu thương và ân điển của Chúa nhiều hơn ở trong đời sống của chính mình. Tại sao người trung tín lại được phước như vậy? Ở trong sách Sử Ký thứ 2 đoạn 16 câu thứ 9, lời của Chúa nói rằng là vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Ở trong một bản dịch của năm 2011 thì cái câu thánh này chép như thế này: vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trung tín đối với Ngài. Như vậy thì một người trung tín đó là một người sẽ được Chúa Ngài giúp sức cho. Người trung tín đó là người sẽ được Chúa để ban phước cho ở trong mọi công việc làm của người đó. Và Đức Chúa Trời Ngài đang tìm kiếm, chọn lựa những người trung tín để phục vụ Chúa. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 5 câu 3, Giê-rê-mi đoạn 5 câu 3, lời của Chúa nói rằng là: hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đói xem sự trung tín sao? Ngài đánh chúng nó chẳng biết lo buồn, Ngài diệt đi chúng nó chẳng chịu dạy dỗ, chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn bằng đá, chẳng cứng trở lại. Ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta là Đức Giê-hô-va, Ngài, mắt của Ngài đói xem sự trung tín. Hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đói xem sự trung tín sao? Mắt của Chúa đói xem cái người trung tín quên mài chăng? Người nào trung tín, người đó sẽ là đối tượng đầu tiên mà Chúa Ngài sẽ tin dùng người đó và chọn lựa người đó. Vua David cũng đã nói thế này ở trong sách Thi Thiên là 101 câu 6: mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ, hầu cho họ ở chung với tôi, đi theo ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi. Vua David đã nói rằng là mắt của ông sẽ chăm xem người trung tín trong xứ, hầu cho họ ở chung với tôi. Một vị vua rất là quyền lực và rất là nổi tiếng ở trong cả xứ Israel. Nhưng mà ông đã có một cái nguyên tắc để chọn lựa cái người phục vụ của mình, đó là người đó phải là người trung tín hay là người trung thành. Nếu quý vị là một vị tướng và quý vị phải chọn lính để đi ra trận cùng với mình, quý vị có dám chọn cái người lính nào mà cái người đó bình thường nó hay cãi lời mình, hoặc là nó ghét mình không quý bà chị em, hoặc là cái người đó mình nói đàn làm nẻo, quý vị có dám đi theo với người lính đó không? Dạ, tại sao vậy? Tại vì có thể ra trận cái là kẻ thù đánh mình, cái là cái người đó có thể là lụi mình luôn, đúng không ạ? Khi mà có cơ hội cái là người đó lụi mình luôn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là David đã chọn cái người có cái tấm lòng trung thành, và ai đi theo cái đường trọn vẹn như vậy thì người đó sẽ hầu việc ông. Và điều thứ hai chúng ta cần phải trung tín, đó chính là chúng ta phải trung tín ở trong công ăn việc làm của chúng ta, trung tín ở trong cái công việc của chúng ta hàng ngày. Khi mà chúng ta dùng cái từ trung tín thì ở trong cái công việc nó dùng cái từ đó là uy tín. Tôi thường hay đi mua đồ ở chợ, hoặc là đi mua những cái thức ăn. Có lần kia tôi mua sò huyết, mua một ký sò huyết trăm mấy chục ngàn, nhưng mà đem về thì cân chỉ còn 800 gram không được một ký. Và lần sau tôi không bao giờ tôi đến đó tôi mua nữa. Tại vì nhà tôi nó có cái cân, tôi sắp thì thấy nó cũng 1 ký đó, nhưng mà khi mà về cân thì nó chỉ còn có 800 gram, tức là có 8 lạng. Và ở ngoài thế gian là như vậy đó quý mài chị em. Họ buôn bán cái việc mà gian lận hoặc là bớt đi một chút, nó cái chuyện rất là bình thường của thế gian. Tại vì khi họ nhìn thấy chúng ta nhẹ dạ quá thì họ có thể họ sẽ nổi lòng tham lên, họ muốn lừa chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta là người tin Chúa và chúng ta đi buôn bán như vậy, quý mài cho em nghĩ rằng là mình được phước công việc không ạ? Chắc chắn là không. Tôi tin rằng là con cái Chúa chúng ta sẽ luôn luôn có một sự ngay thật trọn vẹn ở trong công việc của chúng ta. Một người tin Chúa, biết lời của Chúa, người đó sẽ không bao giờ dám làm gian làm dối cả. Chúa sẽ có cái sự phước hạnh của Chúa dư dật cho chúng ta khi chúng ta làm ăn một cách trung tín, uy tín. Có thể chúng ta sẽ lợi ích hơn so với cái người cùng bán với chúng ta. Cái người có thể là người bán gần với chúng ta đó, họ có thể họ bán rất là lời, và bởi vì có họ bán gian mà, cho nên là họ lời hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà chúng ta là người tin Chúa, chúng ta có thể ít lợi ích hơn, nhưng mà cái lợi ích của chúng ta đó quý vị thì Chúa sẽ cho chúng ta được lâu dài. Còn cái người mà họ lời nhiều, họ làm giàu nhanh chóng đó, thì một thời gian sau là họ sẽ không còn có thể cạnh tranh được với chúng ta được. Cho nên là ở trong Châm ngôn đoạn 28 câu 20 á, nói rằng là kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt. Tức là ai mà vội làm giàu mà bởi vì cớ lòng tham và không có sự ngay thật, không có sự chân thật và chân chính, thì người đó cũng sẽ thất bại thôi quý mài chị em.
Cho nên một người trung tín thì người đó sẽ được phước ở trong mắt của Chúa, và cuộc đời cũng như công ăn việc làm của đó sẽ được Chúa ngài ban phước cho một cách dư dật sau này. Và điều thứ ba, Chúa muốn cho tôi và chúng ta trung tín, đó là chúng ta hãy trung tín ở trong cái sự phục vụ Chúa của chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25, Chúa có kể về một cái câu chuyện của ba người đầy tớ. Người đầy tớ đầu tiên được giao 5 talân, thì người này đã ngay lập tức đi làm lợi ra 5 talân. Người có 2 talân cũng làm lợi ra 2 talân, và người có 1 talân thì Kinh Thánh nói rằng là người này đã đi giấu cái talân của mình dưới đất. Và khi mà chủ quay trở lại, trở về để tính sổ với từng người, thì cái người đầy tớ có 5 talân đó, làm lợi ra 5 talân khác, thì đã được chủ khen. Và cái người có 2 talân làm lợi ra 2 talân khác cũng được chủ khen. Và chủ khen thế này: hỡi đầy tớ ngay lành trung tính kia, được lắm, ngươi đã trung tính trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Vậy thì khi mà chúng ta làm lợi ra talân của Chúa, bởi vì cái chúng ta trung tính ở trong cái sự trao phó của Chúa, thì Chúa ngài sẽ cho chúng ta được cất nhắc lên để coi sóc nhiều hơn. Nhưng mà cái người có 1 talân mà đem đi giấu, thì chủ đã nói thế này: hỡi đầy tớ giữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy 1 talân của người này mà cho kẻ có 10 talân. Như vậy thì cái người đầy tớ chôn 1 talân của mình, Chúa đã nói rằng là người đầy tớ này là người đầy tớ sao ạ? Giữ và biến nhát, tức là làm biến, không chịu làm lợi ra những cái ơn tứ, những cái 1 talân mà Chúa ban cho. Nhưng mà 2 người kia thì được Chúa ngài khen. 2 người đó là những người rất là ngay lành và trung tín. Có thể khi mà làm lợi ra 1 talân của Chúa thì nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều cái sự gian khổ, đòi hỏi rất là nhiều cái sự hy sinh. Nhưng mà nếu chúng ta trung tín và chúng ta có một tấm lòng ngay lành ở trước mặt Chúa, Chúa sẽ khen thưởng chúng ta khi mà Chúa trở lại. Ngày hôm nay ở trong hội thánh, trong gia đình và trong thế giới này nói chung, thì trung tín đó là đức tính mà chúng ta cần ở trong con người nhiều nhất. Món quà lớn nhất mà chúng ta có thể cho người xung quanh đó là lời hứa trung tín. Và khi một người đã hứa là trung tín, người đó đơn giản chỉ là hứa là tôi sẽ ở lại, và người đó sẽ không bỏ đi khi gặp khó khăn, khi cảm thấy bị thất vọng, khi cảm thấy bị tự ái, bị đụng chạm, và ở lại cho dù cảm thấy là mình không được mong muốn ở tại chỗ đó, không được tôn trọng. Ở lại khi mà cá tính và nhãn quan của chính mình bị xung đột với người khác, và người đó chiều ở lại để phục vụ các kiên định. Thì ngày hôm nay thế giới đang rất là khó tìm ra những con người này. Tại vì khi mà có vấn đề gì đó thì người ta sẽ rất là dễ dàng để mà say goodbye. Và điều này nó xảy ra ngay từ trong hôn nhân gia đình nữa, đúng không? Vui mài cha. Khi 2 người yêu thương nhau, họ đến với nhau trong sự tình từ nguyện với nhau, họ ở với nhau một thời gian đầu, cuộc sống bắt đầu đơm hoa kết trái. Nhưng mà khi bắt đầu có con rồi, có công việc nó bận rộn, và người ta bắt đầu thấy rằng là có nhiều nan đề quá. Và khi mà người ta không có sự trung tín, người ta thấy nan đề như vậy, người ta bắt đầu tìm cách để rời bỏ cái hôn nhân đó. Và ngày nay giới trẻ ngày hôm nay thì họ không có sự chịu khổ giống như là thế hệ của cha ông của chúng ta trước đây. Cách đây 30 năm về trước thì cái việc hôn nhân rất là bền chắc, quý mà cho em không có ly dị nhiều giống như ngày hôm nay. Tôi nhớ khi mà tôi còn nhỏ, tôi có nhìn thấy có những người họ đã từng cãi lộn với nhau, họ đánh nhau, rồi thậm chí họ cầm dao để đe dọa lẫn nhau, nhưng mà họ không bao giờ họ ly dị nhau, họ vẫn ở lại và họ sống chung với nhau cho đến bây giờ, họ vẫn hạnh phúc. Nhưng mà ngày hôm nay trong giới trẻ, chỉ cần mà không có đồng ý bất cứ cái điều gì thôi, họ sẵn sàng họ say goodbye họ. Điều này ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là giới trẻ ngày hôm nay họ sướng quen rồi, họ khổ không nổi. Nhưng mà thế hệ cha ông của chúng ta trước đây đó, là nhiều khi không có cái gì để ăn, không có cái gì để mà có thể xoay sở được, nhưng mà họ vẫn chung thủy với nhau, họ ở lại trong những cái lúc cam co như vậy. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là ngay cả vợ chồng cũng có thể say goodbye với nhau, thì huống chi là anh chị em ở trong hội thánh với nhau, đúng không ạ? Vợ chồng là cái mối quan hệ thân mật nhất ấy, mà người ta còn có thể ly dị được, thì huống chi là anh chị em ở trong hội thánh. Có thể nhiều khi giận quá không nhìn mặt nhau nữa, hoặc là giận cái chỗ này cái qua hội thánh khác nhóm, rồi từ hội thánh đó là đi chỗ khác. Cho nên có một cái định nghĩa về tín đồ quốc tế là như vậy, đúng không quý vị? Tín đồ quốc tế tức là đi đâu cũng thấy mặt người đó hết,
hỏi ra rằng là ủa anh chị em là thuộc hội thánh nào? Tôi nhiều hội thánh lắm, đi hội thánh nào cũng có mặt hết đó. Nhưng mà điều này không chỉ dừng lại tín đồ quốc tế, nhưng mà cũng có mục sư quốc tế đó quý vị. Mục sư quốc tế tức là người đó đi đâu cũng thấy có mặt hết đó. Năm này thì hội thánh này, nhưng mà qua năm sau đi hội thánh khác, hay là vài năm sau nữa qua hội thánh khác. Nói, ủa sao mà trong vòng chưa được 5 năm mà anh đi tới 5-6 thánh vậy? Tại vì Chúa kêu gọi tôi đi tùm lum như vậy đó. Có đúng không quý mà chị em? Dĩ nhiên là nó có những cái sự hợp lý, nhưng mà đối với Chúa là chân lý thì cái điều này nó không hợp lý chút nào. Tại vì nếu mà chúng ta áp dụng cái điều này vào trong việc mà trồng trọt đó, thì nếu mỗi cây mà chúng ta hôm nay chúng ta trồng nó đây, nhưng qua tuần sau chúng ta lại bưng nó lên và chúng ta trồng nó chỗ khác, tuần sau nữa chúng ta bưng nó qua chỗ khác, chúng ta trồng chỗ khác, trong vòng như là khoảng chừng tầm 3 hoặc là 4 lần thôi là cây đó nó sẽ chết, bởi vì cái rễ nó không có bám vào trong đất được. Cũng vậy quý mà chị em, nếu đời sống của tôi và chúng ta mà chúng ta không có trung tín ở cái vị trí mà Chúa đặt để chúng ta, chúng ta thích chỗ này chúng ta làm, thích chỗ kia chúng ta làm, thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho đời sống tâm linh của chúng ta. Mà tôi biết rằng là không phải vô cớ mà quý mà chị em trở thành thành viên ở trong hội thánh ngũ tuần Rema. Chúa Ngài có chương trình để đặt để cho chúng ta ở trong hội thánh ngũ tuần Rema ở khu vực Trảng Bàng trên đây. Đôi khi tôi thắc mắc rằng là tại sao mà con lại được Chúa Ngài đặt để trong hội thánh ngũ tuần Rema để con trở thành mục sư trong hội thánh này. Thì Chúa nói với tôi rằng là tại vì ta có chương trình dành cho con. Con thấy có bao giờ mà cái lỗ mũi này được đặt ở trên đầu, hoặc là cái con mắt này nó được để dưới cằm không? Không. Nó ở đó là bởi vì cái chương trình của Chúa là như vậy. Nó không được phép nó chọn chỗ khác. Chẳng hạn lỗ tai để nằm ở đây rồi, mà lỗ tai thì nhìn nó gắn ở đâu, ngay gần nách của tôi, quý vị thấy có hợp lý không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Mỗi người chúng ta đều có một cái chỗ mà Chúa đặt để trong thân thể của Chúa Jesus Christ. Và chúng ta hãy thỏa lòng với vị trí đó. Đừng có nhìn vào trong ân tứ hoặc là vào trong cái ta lân của người khác rồi chúng ta ganh tị. Cũng giống như là người có hai ta lân á, nếu mà nhìn vào trong cái người năm ta lân á, nói rằng là ô sao người đó đầy ta lân như vậy, đầy ơn như vậy, sao Chúa không cho tôi hai thêm ba cái nữa là cho đủ năm giống người đó. Nhưng mà Chúa Ngài mong muốn rằng là cái người có hai ta lân đó thôi làm lợi ra thêm hai ta lân khác. Và người có một ta lân, Chúa Ngài không nói rằng là con phải làm sao cho có được năm ta lân giống như cái người đó nha. Chúa không nói như vậy, nhưng mà Chúa chỉ mong rằng là cái người có một ta lân á làm lợi ra một ta lân khác. Thì Chúa Ngài cho chúng ta có tấm lòng ngay lầm và trung tín với Chúa để chúng ta có thể làm trọn cái công việc mà Chúa giao chúng ta làm. Ở trong châm ngôn 20 câu 6 lời của Chúa nói rằng là phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình, nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành. Ở trong bản dịch Kinh Thánh năm 2010 thì như thế này: nhiều người khoe rằng mình trung thành, nhưng ai có thể tìm được một người trung tín? Người trung tín rất là khó tìm thấy quý mài chàng, nhất là trong sự phục vụ Chúa, khó lắm. Tôi đã phục vụ Chúa 15 năm ở trong hội thánh ngũ tuần Rema, và là người đã chứng kiến rất là nhiều cái thăng trầm ở trong hội thánh ngũ tuần Rema từ lúc ban đầu cho đến bây giờ. Và lúc ban đầu á, trong hội thánh ngũ tuần Rema có rất là nhiều con cái, nhiều mục sư và nhiều người tin nguyện để phục vụ Chúa. Có mục sư cũng khá trẻ tuổi nói với tôi: mục sư Tấn biết không, Chúa Ngài kêu gọi anh á là một mục sư mà mang tầm quốc tế, sau này anh sẽ có một cái chức vụ gọi là tầm quốc tế luôn. Và hội thánh ngũ tuần Rema chỉ là một trong những cái bàn đạp để cho chức vụ của anh được lên cái tầm quốc tế đó. Nói với tôi như vậy, tôi cứ im lặng và tôi nghe. Sau đó một thời gian chưa đầy một năm thì người anh em này đã rời khỏi hội thánh ngũ tuần Rema. Dĩ nhiên người này có đầy ơn nha, đuổi quỷ chữa lành rất là xuất sắc, nhưng mà lại không có một cái tâm tình để ở lại phục vụ Chúa tại cái nơi mà Chúa Ngài kêu gọi. Và chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay cái tình trạng này rất là nhiều. Nhiều người họ đến, họ ghé hội thánh giống như là một cái chỗ gọi là trạm nghỉ dừng chân của những cái xe khách mà đường dài đó quý vị. Họ đến họ nghỉ xong, cái rồi nghỉ xong khỏe cái bắt đầu lên xe đi tiếp. Không biết là bến đỗ cuối cùng là ở đâu. Rồi sau đó người tôi tới Chúa đó đã rời khỏi hội thánh ngũ tuần Rema, và sau đó trở lại một thời gian chưa được vài năm lại thế là xách gói đi chỗ khác nữa.
Và tôi là người đã chứng kiến rất là nhiều cái chuyện giống như vậy. Và Chúa dạy tôi một điều rằng là cho dù là con không phải là người đầy ơn của ta, nhưng nếu con có sự trung tín, chắc chắn sau này con sẽ được phước hơn là những người như vậy. Những người như vậy lúc bắt đầu họ có thể theo Chúa, họ rất là vĩ đại trong ơn và trong sức giàu của Chúa. Họ có thể đuổi quỷ, chữa lành bao nhiêu người té ngã, nhưng mà cho đến bây giờ thì họ không còn cái ơn ở nguyên mà cha. Thì đó giống như là cái câu chuyện của con thỏ và con rùa. Con thỏ lúc bắt đầu nó chạy rất là nhanh, nhanh gấp cả trăm lần so với con rùa. Nhưng mà con thỏ nó chạy hồi cái nó ngó cái chỗ này, ngó chỗ kia, nó nghỉ chỗ nọ, và nó cứ ngủ quên mất ở trên chiến thắng. Tới khi mà con rùa nó cứ bò từ từ đến đích, thì cái con thỏ này nó chạy cũng không kịp nữa rồi. Quý mài chị em ơi, nếu chúng ta trung tín từ trong việc nhỏ thì chắc chắn chúng ta sẽ đến được cái chỗ lớn lao hơn. Quý mài chị em, Chúa không cần chúng ta phải bắt đầu với rất là nhiều ân tứ và talent, nhưng mà nếu chúng ta bắt đầu với Chúa chỉ với một talent thôi, Chúa vẫn có cơ hội để dùng chúng ta trong những việc lớn lao hơn, vĩ đại hơn. Tôi đã đến ở tại hội thánh Swan của Tiên Tri Tiên Xua, và thánh đó rất là lớn quý mài chị em. Hội thánh đó là một trong những hội thánh lớn nhất thế giới ngày hôm nay. Và khi mà tôi bước vào trong hội thánh đó, nhìn thấy cơ ngơi, thấy cơ sở vật chất rất là giàu có như vậy, thì tôi đã nhìn thấy cái bản đồ, thấy một cái bản phác thảo của Tobiaso về cái hội thánh đó. Cách đây hơn 20 năm về trước, khi mà ông giảng cho mười mấy hai chục người ở trong một cái lều trại á, thì ông đã vẽ ra cái hình ảnh của cái nhà thờ mà tôi đã đến vào năm 2018. Và người ta nói rằng là đây chính là cái bức phác thảo của ông tiên tri Tobiaso cách đây 25 năm về trước. Lúc mà ông còn là một thanh niên trẻ tuổi, Chúa đã cho ông khải tượng thấy cái nhà thờ này. Nhưng mà lúc mà khi mà ông nhìn thấy á, cái nhà thờ to hoành tráng nhất thế giới như vậy đó, thì ông giảng chỉ cho mười mấy hai chục người ở trong cái lều trại á, tức là lấy cái vải để mà căng làm tấm bạc che nắng thôi. Và ông đã trung tín ở trong việc đó quý mài chị. Ông cứ trung tín, ông giảng cho 20 người giống như là ông đang giảng cho 2.000 người vậy. Và sau 25 năm, Chúa đã cho ông nhìn thấy được cái khải tượng đó, nó xảy ra. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tấm lòng trung tín của một người sẽ khiến cho người đó được thân cấp lên ở trong ơn của Chúa. Có người chúng ta nhìn bề ngoài, nhưng mà Đức Giê-hô-va nhìn thấy ở trong lòng. Và khi tấm lòng của chúng ta có sự trung tín với Chúa, Chúa sẽ ban phước chúng ta rất là nhiều quý mài chị. Khi mà tôi lên miền cao, nhiều người được phước, hội thánh của Chúa được thâm ví rất là mạnh mẽ. Người ta nói với tôi rằng mục sư chắc quản nhiều hội thánh lớn lắm mục sư. Tôi nói rằng là không, hội thánh của tôi rất bình thường, mười mấy hai chục người thôi. Nhưng mà Chúa sử dụng tôi lớn là bởi vì có tấm lòng của tôi đó, lớn với Chúa chứ không phải là hội thánh của tôi lớn. Tôi trung tín với Chúa từ trong việc nhỏ. Và có một mục sư đã viết một cái quyển sách tên là Lạy Chúa Thánh Linh Con Khao Khát Ngài. Ông này tên là Claudio Frazen, là một người mục sư đầy ơn của Chúa. Và bây giờ hiện tại ông đã có một cái hội thánh cả mấy chục ngàn người ở bên Colombia, ở bên Argentina. Và tôi đọc cái quyển sách của ông á, thì ông đã làm chứng rằng là cách đây hơn hai mươi mấy năm về trước, thì ông là một mục sư tư gia thờ phượng Chúa tại nhà của ông. Và một buổi sáng chủ nhật á, không có ai đến nhà thờ của ông để nhóm cùng với ông hết. Chỉ có ông với vợ của ông và thêm một người tín đồ nữa đến để nhóm. Hai vợ chồng với một người đó cùng với mấy đứa con nhỏ cứ giơ tay thờ phượng Chúa trong một cái căn phòng trống như vậy đó quý vị. Rồi đến một ngày kia, Chúa Thánh Linh đã thấy được tấm lòng trung tín của người này. Và Chúa Ngài đã sức dầu cho ông này. Ông giảng trong một cái hội trường phải nói là đầy người trong đó, mười mấy ngàn người trong một sân vận động. Sau khi ông cầu nguyện, ông thấy cái hình ảnh đó, thì chỉ trong một vài năm sau thôi, Chúa đã đem ông đến một cái chức vụ rất là lớn lao quý mài chị. Và bây giờ thì ông đã có một thánh đầy ơn của Chúa. Thậm chí là ông giơ tay ra là người ta té ngã mầm. Và Chúa nói với ông rằng là bởi vì con trung tín, không có ai chung quanh hết, nhưng mà con và vợ con, gia đình của con thờ phượng ta, đó là ta đã nhìn thấy tấm lòng của con rồi, và ta sức dầu cho con. Và tôi rất là được khích lệ qua cái cuốn sách mà ông đã chia sẻ như vậy. Quý mài chị em ơi, đôi khi chúng ta thấy được khải tượng rất là lớn lao, cả cái khu vực này của chúng ta sẽ được tin Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta không bước bước đầu tiên thì chắc chắn sẽ không có bước thứ hai quý mài chị em.
Nếu chúng ta không có trung tín ở trong việc nhóm lại tại đây hàng tuần thì chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ thấy được những phước hạnh tiếp theo đâu quý ông bà chị em. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà chị em, chúng ta buổi sáng nay chúng ta hãy có một sự thành tâm đối với Chúa trở lại. Tại Chúa, con không những chỉ là người trung tín ở trong sự dâng hiến mùa 10 mà thôi, nhưng mà con cũng trung tín ở trong sự nhóm lại, và con cũng sẽ trung tín ở trong sự làm chứng về Chúa cho những người hư mất xung quanh con tại đây. Và chắc chắn Chúa sẽ có thời điểm để Chúa sẽ phục hưng hội thánh của Chúa. Và điều cuối cùng đó là để chúng ta trở thành một chiến sĩ giỏi của Chúa, chúng ta cần phải có một tấm lòng trung thành. Ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 1 cho đến câu 2, đây là lời của sứ đồ Phaolô nói với Timôthê như thế này: Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jesus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng. Hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái người mà sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê cần phải lựa chọn những người đó để phục vụ hay là để kế tục cái công việc phục vụ Chúa của Timôthê. Trước nhất đó là những người trung thành. Timôthê cần phải chọn những người trung thành, rồi sau đó những người đó là người cũng có tài dạy dỗ cái khác. Như vậy thì cái tài đi sau cái trung thành, đúng không ạ? Có tài mà không trung thành thì cũng chưa sử dụng được, nhưng mà phải là trung thành trước hết, rồi sau đó mới là cái tài năng. Giống như cũng có một người nói rằng là người có tài và có đức thì mới có thể sử dụng được và kết quả được, chứ có tài mà không có đức thì có thể nó sẽ hỏng bét. Nhưng mà phải có vừa tài vừa đức nữa quý mài cho em. Và cái trung tính của chúng ta đó là một trong những cái đức hạnh mà Chúa Ngài mong muốn cho tất cả chúng ta đều phải có. Và khi quý mài cho em trung thành với Chúa và trung thành với hội thánh của Chúa, thì Chúa Ngài sẽ trao cho anh chị em những cơ hội để phục vụ Chúa, trao cho anh chị em cái cơ hội để anh chị em có thể đứng giảng lời của Chúa, trao cho anh chị em cái cơ hội để anh chị em có thể quản trị nhà của Chúa sau này. Nếu nhà của quý mài cho em đầy của cải, tiền thì để ở trong két sắt, quý vị có cả tỷ ở trong nhà, quý vị có bao giờ dám giao chìa khóa nhà cho một cái người mà quý vị không hề quen biết, hoặc là cái người đó không trung thành với quý vị không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Quý vị sẽ chọn mặt ngửi vàng, và cái người đầu tiên quý vị nghĩ đến đó là cái người trung thành với quý vị, đúng không ạ? Yeah. Nhà của Chúa cũng vậy, vô số phước hạnh, vô số những sự sức giàu, vô số ơn và chức vụ, nhưng mà Chúa chỉ trao phó chìa khóa để quản trị nhà của Chúa cho những ai có tấm lòng trung thành với Chúa. Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 10: Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Vậy thì khi chúng ta có các thứ ơn của Chúa thì chúng ta cần phải có sự trung tín. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 2: Vả lại cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Một người tôi tớ Chúa quản trị nhà của Chúa, quản trị ơn của Chúa, cái điều mà Chúa trông mong nhất đó là phải trung thành. Và trong Khải Huyền đoạn 17 câu thứ 14 có nói về những cái phẩm chất của một người được Chúa Ngài trọng dụng và được Chúa Ngài sử dụng cách lớn lao trong vương quốc của Chúa. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng vì là Chúa của Chúa, vua của vua. Những kẻ được kêu gọi và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con cũng thắng được chúng nữa. Ở đây Kinh Thánh mô tả với chúng ta về những người được đi cùng với chiên con và ở trong đạo binh của Chúa. Những người đó trước hết là những người được kêu gọi, thứ hai đó là những người được lựa chọn, và thứ ba đó là những kẻ trung tín. Những người này với ba cái đức hạnh này sẽ được ở với chiên con. Tôi sẽ nhắc lại: đầu tiên đó là được kêu gọi, thứ hai đó là người được lựa chọn, và thứ ba đó là người trung tín. Và Chúa Giêsu nói rằng là có nhiều người được gọi nhưng mà ít người được chọn. Tại sao vậy? Chúa gọi rất là nhiều, nhưng mà để được chọn ở quý mà cho em, chúng ta cần phải có sự trung tín nữa. Và nếu mà chúng ta không trung tín trong cuộc bất nghĩa, Chúa sẽ không trao cho chúng ta cái cổ thật của chúng ta. Khi tôi mượn xe của ai thì tôi sẽ luôn luôn để tôi đổ xăng cho nó đầy bình của xe người đó. Hoặc là tôi mượn xe của ai đó mà hư hao cái gì đó, tôi chắc chắn tôi sẽ phải đền bù lại cái thiệt hại đúng y chang như vậy. Và khi mà tôi trung tín trong của người khác như vậy, Chúa sẽ cho tôi cái của thật của tôi. Còn nếu mà tôi không trung tín ở trong của người khác, chắc chắn Chúa sẽ không ban cho cái của tốt hơn. Cho nên quý mài cho em ơi, chúng ta buổi sáng hôm nay chúng ta đứng trước lời của Chúa, và chúng ta tự hỏi với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài có thấy con là người trung thành của Chúa không? Con tin Chúa
có thể hơn 5 năm qua, nhưng có cái điều gì mà con vẫn chưa làm theo được lời của Chúa, xin Chúa ngài tha thứ cho con và cho con biết được con cần phải làm gì đó để con thật sự là một người đầy tớ trung thành của Chúa. Và nếu buổi sáng nay chúng ta nghe lời của Chúa và chúng ta thấy rằng là lòng của chúng ta có những sự sai trật và chúng ta vẫn có cái sự thất tín với Chúa, chúng ta hứa mà chúng ta không trả, hoặc là chúng ta có cái gì đó mà chúng ta vẫn chưa có thật sự trung thành với Chúa, thì Chúa ngài thương xót và tha thứ chúng ta để chúng ta được trở lại ở trong sự trung tín với Chúa. Và ở trong Kinh Thánh thì dùng cái tiếng Hy Lạp á, nói về cái sự thờ phượng, đó là cái từ proskuneo. Proskuneo đó là hình ảnh của một chú chó, nó liếm tay chủ của mình, và một chú chó nó đang vui đùa với chủ của nó. Tại sao Chúa ngài lại dùng cái hình ảnh của một chú chó cưng đang vui đùa với chủ của mình như vậy ở trong sự thờ phượng? Thì chúng ta biết rằng là con chó là một trong những con vật trung thành nhất ở trên hành tinh này. Chỉ có con chó là con vật trung thành. Ai nuôi chó chúng ta sẽ biết điều này. Có người đã từng nói với tôi rằng, một sư biết không, là mình chỉ cần cho một con chó nó đang đói bụng á, ăn một lần thôi thì nó sẽ có thể nhớ ơn của mình, nó nhớ đến mình trong vòng 3 năm. Tức là mình đi bẵng 3 năm sau mình gặp cái con chó đó, con chó đó vẫn nhận ra mùi của mình. Đây là đặc trưng của con chó, nó rất là trung thành quý vị, và nó rất là nhớ cái người mà đã giúp đỡ nó, cho nó ăn. Và Chúa ngài cũng mong muốn tôi và chúng ta là người thờ phượng Chúa cũng có cái đức tính tốt này của cái con vật này. Chúng ta vừa là chiên của Chúa đúng không ạ? Chiên đó là đi theo tiếng người chăn, nhưng mà riêng đối với cái sự thờ phượng Chúa, chúng ta cần phải có sự trung thành. Trung thành. Và chúng ta có hình ảnh của một chú chó con được Chúa ngài yêu quý. Và cái điều mà Chúa mong đợi nơi chúng ta đó là chúng ta cũng hãy trung thành với Chúa, trung tín với Chúa. Được không quý ông bà chị em? Nắng mưa sương gió hay bão bùng, chừng nào mà bão quá chúng ta không đi ra khỏi nhà được đó, thì chúng ta mới không đến thì nhóm được. Dạ, mưa thì bận áo mưa. Dạ, nắng thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho có xe hơi. Rồi bận công việc như thế nào chứ nữa thì chúng ta nói rằng là để đợi tôi nhóm xong, tôi thờ phượng Chúa xong, tôi sẽ đi giải quyết công việc. Chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho quý vị gấp bội phần hơn trong trong cái sự trung tín của quý vị. Cảm ơn Chúa. Xin kính mời quý vị cùng nhớ đứng lên và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Dạ, tôi xin phép cầu nguyện để Chúa giấu chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở mọi người chúng con, và ngay cả chính mình con là tục tớ của Chúa cũng cần phải có sự trung tín ở trong mọi công việc nhà Chúa. Chúa ngài nói rằng, ngài đã nói rằng là người trung thành sẽ được phước lành nhiều. Chúa ơi, đời sống của chúng con trong những ngày vừa qua có thể chúng con đã không trung thành, không trung tín với Chúa, cho nên chúng con chưa được phước. Chúng con chưa được phước ở trong sức khỏe, chưa được phước ở trong tài chánh, kinh tế gia đình của chúng con. Chúng con chưa được phước ở trong công ăn việc làm, và chưa được phước ở trong những việc chúng con làm cho Chúa nữa. Xin Chúa ngài tha thứ cho những sự không trung tín của chúng con, để công việc của Chúa sẽ được tiếp tục phát triển qua đời sống phẩm hạnh, đức tin, trung tín của chúng con nơi ơn của Chúa. Lạy Chúa, ngài biết được những sự khó khăn, ngài biết được những sự bế tắc, những cái trở ngại, những cái nghịch cảnh mà chúng con phải đối diện. Nhưng mà chúng con nói với Chúa rằng, Chúa, chúng con vẫn đứng đây để chúng con tiếp tục phục vụ ngài. Chúng con nói với Chúa rằng chính Chúa là đấng sẽ mở đường chúng con, để chúng con có thể vươn thắng được những nan đề hiện tại, và chúng con sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chúng con sẽ không bao giờ đầu hàng quá sớm, bởi vì Chúa của chúng con ngài có một chương trình tốt lành hơn dành cho mỗi người chúng con. Ngài có một chương trình tốt lành hơn dành cho thánh của Chúa tại đây, và ngài cũng sẽ nhấc chúng con lên ở trong mức độ cao hơn, tươi mới hơn, quyền năng hơn sau này khi chúng con đã trung tín đủ với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ngài sức dầu cho mỗi người chúng con, để mỗi người chúng con sẽ là những đầy tớ trung thành của Chúa, để khi mà Chúa quay trở lại thì chúng con cũng sẽ trình cho Chúa đầy đủ những ta lân mà Chúa ngài đã trao phó chúng con, và chúng con đã làm lợi ra như thế nào. Lạy Chúa, xin hãy cho chúng con tiếp tục làm lợi ra những ta lân của Chúa ngay trong thời điểm mà chúng con còn ở trên đất này, đang lúc mà chúng con còn có cơ hội, còn có hơi thở này. Xin Chúa chúng con làm lời ra những ta lân mà Chúa ban cho, để chúng con không làm buồn lòng của Chúa khi mà ngài trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì những ta lân như ân tứ mà Chúa ban chúng con. Xin Chúa ngài tiếp tục cho chúng con có cơ hội để chúng con phục vụ Chúa, làm lời ra nhiều hơn nữa, để hầu cho vô số người xung quanh của chúng con sẽ được phước, được cứu rỗi, và họ sẽ nhìn thấy được sự tốt lành, sự tuyệt vời và sự lạ lùng của Chúa xuyên qua mỗi đời sống và những ân tứ của chúng con. Còn cảm ơn Chúa. Xin Chúa sức dầu cho mọi người chúng con, và ban ơn cho tất cả những người phục vụ Chúa ở trong hội thánh này. Nguyện xin Chúa ngài ban phước cho những ông bà chị em con đã chúc phước và đã dâng hiến cho thánh của Chúa tại đây. Xin Chúa ngài yểm trợ cho mọi công việc làm của họ, cho sức khỏe, tài chánh, công việc của họ được phước của Chúa một cách dữ dật. Và Chúa có công bố rằng trời của Chúa được mở ra cho mỗi đời sống của quý ông bà chị em con. Họ sẽ ra về với một sức dầu đặc biệt của Chúa. Họ sẽ trở thành những người được giàu có, được thịnh vượng, làm đâu cũng sẽ được thắng đó, làm đâu cũng sẽ được Chúa ở cùng và được Chúa ban ơn cho nhiều hơn.
Con xin Chúa Ngài chiếu sáng mắt Ngài trên nhân sự của Chúa, để chúng con được ra về với sự sáng của Ngài, với sự vui mừng, bình an, phước hạnh trọn vẹn của Chúa. Con cảm ơn Chúa, con dấn họ trong bàn tay của Cha. Xin Cha Ngài đem chúng con trở về đây ở trong tuần sau với nhiều phước hạnh hơn, với nhiều sự vui mừng hơn và nhiều lời chứng tốt lành hơn. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.